Quý vị và các bạn thân mến, một trong những bệnh lý phổ biến của thời đại ngày nay đó chính là tình trạng thừa cholesterol. Và với những người mà hàm lượng cholesterol trong máu vượt quá ngưỡng có thể làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều những bệnh lý nguy hiểm khác như là tai biến mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ, nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vành, tăng huyết áp. Và với những người mà có lượng cholesterol cao ở trong máu thì cần phải kiêng khem cũng như lưu ý rất là nhiều trong chế độ ăn uống dinh dưỡng của mình. Tuy nhiên thì trong những cái dịp lễ Tết cận kề như thế này thì việc để mà những người có hàm lượng cholesterol cao ở trong máu có thể duy trì được những cái chế độ dinh dưỡng ăn uống cũng như nghỉ ngơi một cách hợp lý thực sự là một điều không dễ, cũng như là có rất là nhiều người cũng rất là chủ quan trong những buổi sum họp, trong những ngày đoàn viên của ngày lễ Tết như thế này, và cũng chính điều đó làm ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe của con người. Vậy thì chế độ dinh dưỡng như thế nào là hợp lý cho những người thừa cholesterol? Trước khi chúng ta cùng đến với cuộc trao đổi với vị khách mời ngày hôm nay, Hoài Anh xin được mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Tại Việt Nam hiện nay, trung bình cứ 10 người trưởng thành thì có 3 người bị thừa cholesterol. 50% phụ nữ trong độ tuổi từ 50 đến 69 tuổi đang trong tình trạng thừa cholesterol. Tình trạng thừa cholesterol ở người trẻ tuổi có xu hướng ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Đây là vấn đề đáng quan ngại. Cholesterol là gì? Cholesterol là một thành phần của mỡ máu và rất quan trọng cho hoạt động bình thường của cơ thể. Cholesterol đến từ hai nguồn. Nguồn nội sinh là từ gan, tại đây tạo ra tất cả lượng cholesterol bạn cần. Nguồn ngoại sinh chủ yếu đến từ các thực phẩm như mỡ, nội tạng động vật, thịt đỏ, thịt gia cầm. Tác hại của tình trạng thừa cholesterol. Nếu hàm lượng cholesterol trong máu cao sẽ làm lắng đọng các mảng lipid, cholesterol và một số chất khác trên thành động mạch, hình thành các mảng xơ vữa động mạch, làm cho thành động mạch trở nên dày hơn, cứng hơn và giảm độ đàn hồi, làm tăng nguy cơ xơ vữa mạch. Các mảng xơ vữa này có thể bị vỡ ra, di chuyển trong lòng mạch và có nguy cơ làm nghẽn mạch, từ đó có thể dẫn đến những biến chứng gây tử vong cao như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vành, tăng huyết áp. Nguyên nhân gây thừa cholesterol. Nguyên nhân chính gây ra tình trạng thừa cholesterol là ăn thực phẩm chứa nhiều cholesterol, uống nhiều rượu bia và các thức uống có ga, hút thuốc, lối sống không khoa học như ăn uống không lành mạnh, thiếu hoạt động thể chất, béo phì làm tăng khả năng bị rơi vào tình trạng thừa cholesterol. Tiền sử gia đình bị bệnh tim sớm hoặc đột quỵ, tiền sử gia đình có liên quan đến cholesterol hay nguyên nhân có liên quan đến tuổi tác. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa cùng theo dõi những hình ảnh đã nói lên được thực trạng về bệnh lý thừa cholesterol tại Việt Nam của chúng ta. Và trong trường quay của kênh truyền hình VTC9 của chúng tôi trong ngày 28 Tết ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu đến quý vị sự hiện diện của vị khách mời, đó chính là giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Đỗ Doãn Lợi, Phó Chủ tịch Hội Tim Mạch Việt Nam. Xin được cảm ơn giáo sư đã nhận lời để tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào quý vị khán giả, xin chào anh. Dạ vâng ạ. Thưa giáo sư, có thể nói rằng là vào những cái ngày lễ Tết như thế này thì một trong những cái mối lo của rất nhiều người đó chính là việc sẽ bị tăng cân. Với cái đoạn phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rằng là có một cái con số ở Việt Nam được thống kê thì cứ trung bình cứ 10 người trưởng thành thì lại có 3 người là thừa cholesterol. Vậy những người này thì đặc biệt là trong dịp lễ Tết thì cần phải tránh xa những cái loại thực phẩm nào để đảm bảo được sức khỏe cho mình ạ? Vâng, cholesterol bản chất của nó không phải là xấu. Cholesterol cần cho sức khỏe, cần cho sự hình thành của các tế bào để mang lại năng lượng cho cơ thể, cho hoạt động của con người. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta ăn nhiều những cái thực phẩm chứa nhiều cholesterol mà cái cholesterol quan trọng nhất là cholesterol xấu thì nó sẽ gây ra các cái bệnh. Ví dụ như là trong các món mà có nhiều mỡ, đặc biệt là các cái món mà chiên, xào thì nó có nhiều cholesterol. Vì vậy cho nên là chúng ta phải cân đối. Như giáo sư đã nói thì cholesterol, nói về bản chất của cholesterol thì nó không phải là xấu, nhưng mà nó vẫn sẽ có hai mặt đúng không ạ? Vâng ạ. Vẫn sẽ có những cái lượng cholesterol không nên nạp vào cơ thể quá nhiều, nhưng mà cũng có những lượng cholesterol nó cần thiết cho sự phát triển và nuôi dưỡng được cái cơ thể con người, đảm bảo được sức khỏe. Vậy thì những cái cholesterol mà thành phần nó có thể mang lại được sức khỏe cho con người thì nó có thể ở trong những cái thực phẩm như thế nào ạ? Trước đây đã có những cái thời mà chúng ta sợ trứng, bởi vì sợ là trứng mang lại nhiều cholesterol, nhưng mà các cái nghiên cứu gần đây cho thấy rằng là trứng nó mang lại những cái cholesterol tốt cho cơ thể. Vì vậy cho nên là
Có nhiều người là tuyệt đối không ăn trứng nữa, nhưng mà không phải là như vậy. Chúng ta vẫn được quyền ăn trứng, một tuần có thể là 2-3-4 buổi ăn trứng được. Trứng là mang lại cholesterol tốt. Thứ hai nữa là fromage thì nó cũng là sản phẩm của sữa, và trong phô mai cũng có những cái cholesterol tốt. Và nó lại có nhiều các cái chất canxi rất là cần cho cơ thể, và các cái vi lượng, chất vi lượng khác nữa. Sô-cô-la cũng là cái thực phẩm mang lại cái cholesterol tốt. Và cá, đặc biệt là cá mòi, là những đấy là bốn cái thực phẩm mà rất là đặc trưng mang lại cái cholesterol tốt cho cơ thể. Dạ vâng ạ. Có thể nói rằng là những cái thực phẩm đó thì nó không khó để chúng ta có thể tìm được ở những cái trung tâm thương mại hay siêu thị hay là chợ, và cũng rất là dễ dàng để bổ sung vào trong những cái bữa ăn của gia đình ạ. Và quay trở lại với cái mâm cỗ ngày Tết thì rõ ràng rằng là với truyền thống của người Việt Nam của chúng ta này, từ bánh chưng, bánh tét thì cũng phải có thịt mỡ ở trong đó. Mâm cơm ngày Tết Việt Nam khá là hài hòa. Ngay trong cái bánh chưng cũng, cái bánh chưng là cũng rất là hài hòa, trong đấy có cả gạo nếp, đấy là glucid, có cả thịt, có cả đậu xanh, đấy là, và có cả hành ở trong đó, đấy rất là hài hòa. Tiêu nữa, đúng không ạ? Có cả tiêu. Thế rồi cái mâm cơm của Việt Nam cũng có cái màu xanh đỏ tím vàng của nhiều loại rau, dưa góp. Tôi nghĩ rằng là rất là hài hòa. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, chứ cũng có rất là nhiều người, thưa giáo sư, họ có một cái quan điểm rằng là bởi vì họ sợ thừa cân béo phì từ những cái bữa ăn ngày Tết, cho nên là trong những ngày Tết là họ chỉ có uống nước thôi. Thì cái quan điểm như thế này nó có tác hại như thế nào đối với sức khỏe ạ? Chúng tôi cũng đã làm những cái nghiên cứu với lại những người mà ăn kiêng hoàn toàn, chứ không phải là tốt. Cơ thể cần những cái thực phẩm, một cái bữa ăn cân bằng, có đủ cả chất đạm, chất mỡ, chất bột. Nếu mà chúng ta không ăn những cái chất mỡ và chất đạm ấy, thì chúng ta ăn cái chất bột vào, bởi vì cơ thể mình cần năng lượng, mà ăn chất bột vào thì cái chất bột ấy nó lại chuyển hóa thành mỡ, thì lúc đó tác dụng nó lại là tác dụng ngược. Vì vậy cho nên là bữa ăn là phải có đủ tất cả các chất cân bằng. Tất nhiên là những món mà mỡ chiên xào nhiều thì chúng ta tránh đi. Còn những cái món ăn khác chúng ta hoàn toàn có thể ăn được. Và chúng ta còn có những cái thực phẩm khác, đặc biệt là các loại hạt. Hạt hướng dương, hạt óc chó, hạt hạnh nhân, hạt dẻ. Những cái hạt đó là những hạt mà mang lại năng lượng rất tốt, mà ngày Tết ngồi rang lên xong rồi nhâm nhi những cái hạt đấy thì tuyệt vời chứ. Mà những hạt đó là những hạt rất tốt cho tim mạch. Nó mang lại năng lượng nhưng nó không gây béo, nó không gây rối loạn mỡ máu, không gây tăng cholesterol cho cơ thể. Và các loại đậu nữa, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng các loại đậu đó. Ngoài những cái chế độ dinh dưỡng, những cái món thực phẩm nên hay là không nên sử dụng, đặc biệt là đối với những người thừa cholesterol trong máu, thì giáo sư có lời khuyên gì đối với những người mà có cái bệnh lý thừa cholesterol trong máu trong những cái chế độ sinh hoạt trong cái dịp lễ Tết như thế này nữa không ạ? Về chuyện ăn uống chúng ta đã bàn rồi. Nhưng mà một cái vô cùng quan trọng đối với sức khỏe con người đó là vận động. Khi mà chúng ta vận động ấy, thì cơ thể tiết ra những cái hoạt chất, những cái men để chuyển hóa những cái gì mà chúng ta ăn vào, uống vào. Thì nó sẽ không tạo ra cholesterol, nó chuyển hóa đường tốt hơn chúng ta, giảm cái nguy cơ bị béo phì, giảm nguy cơ bị tiểu đường, và từ đó sẽ giảm cái nguy cơ tim mạch. Cho nên là cái vận động là hết sức quan trọng. Vận động gì cũng được, tùy khả năng, tùy điều kiện. Cứ cơ thể có một cái vận động, tập tay, tập chân, tập người, tập lưng, đạp xe, aerobic, tập gym, tất cả mọi vận động tùy theo sức của mình. Thay mặt cho khán giả của kênh truyền hình VTC9, xin được cảm ơn giáo sư Đỗ Doãn Lợi rất là nhiều vì đã bớt chút thời gian trong những cái ngày cận Tết rất là bận rộn như thế này để đến và trao đổi với khán giả của chương trình chúng tôi. Và cũng trước thềm năm mới thì thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, thay mặt cho quý khán giả của kênh truyền hình VTC9, xin được gửi đến giáo sư cùng với gia đình những cái lời chúc năm mới an khang và thịnh vượng ạ. Xin cảm ơn ạ. Bản thân chúng tôi là bác sĩ,
Nhưng chúng tôi luôn luôn mong muốn có được những người bạn và những con người ở trong xã hội khỏe mạnh. Dạ. Đấy là một cái điều rất là quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Xin chúc sức khỏe của các quý vị khán giả. Xin cảm ơn sự chú ý. Vâng ạ, và với những cái lời chúc của giáo sư bác sĩ Đỗ Doãn Lợi thì một lần nữa cho phép Hoài Anh được thay mặt cho các khán giả truyền hình cảm ơn giáo sư. Và có lẽ rằng là với những cái thông điệp mà giáo sư đã chia sẻ với chúng ta, với những cái lời chúc mộc mạc thôi, đơn giản thôi, nhưng mà ở trong đó ẩn chứa rất là nhiều những cái ý nghĩa. Khi mà trong những cái thời điểm như thế này, bản thân mỗi người dân của chúng ta tự nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe được cho chính bản thân mình, cho gia đình, cho cộng đồng xã hội, thì có lẽ rằng những cái trách nhiệm đè nặng trên đôi vai của những người trong tuyến đầu chống dịch như là các bác sĩ đây cũng sẽ giảm đi rất là nhiều ạ. Và tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đón một mùa Tết thật là an lành để cùng đón một năm mới bình an, thưa quý vị.